Don Moi K-pop, nhan sắc của Shin hậu trùng tu diện mạo, trang điểm đậm nhưng vẫn lép vế khi so kè cùng với Hòa Minzy, thần thái tự tin đã cứu vớt Lisa Việt Nam. Shin được biết đến là một trong những cô nàng hot girl nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Nữ TikToker đã xuất hiện trong một sự kiện, nhan sắc cận cảnh của người đẹp khiến dân tình phải chú ý. Cụ thể, một đoạn clip đã ghi lại cận cảnh nhan sắc của Shin nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình có thể thấy trong clip, người đẹp Genius diện một thiết kế đơn giản, mái tóc màu đỏ cháy giúp cô nàng nổi bật giữa sự kiện. Đây cũng là lần hiếm hoi từ khi công khai tân trang, mỹ nhân khoe trọn gương mặt của mình. Cô nàng nhận về nhiều lời khen bởi vẻ đẹp cuốn hút và vóc dáng thon gọn hoàn hảo. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng mỹ nhân sinh năm 1997 đã trang điểm quá đậm. Một số khác lại khẳng định nhan sắc của Shin cũng chẳng phải dạng vừa, bị quay lén mà Lisa Việt Nam vẫn thể hiện được thần thái và sự tự tin của mình. Cũng trong sự kiện đó, Shin đã có cơ hội đỏ sắc cùng với Hòa Minzy, người đẹp được nhận xét là lễ phép và tinh tế khi đứng cạnh đàn chị. Dù khá xinh xắn nhưng hot TikToker vẫn bị cho rằng trông đứng tuổi hơn khi đỏ sắc cùng mẹ bé Bo. So với trên video thì bên ngoài cô nàng có vẻ có làn da tối màu hơn. Tuy nhiên, một số ý kiến bênh vực và cho rằng có thể là do ánh sáng và góc máy quay đã dìm mỹ nhân Guinness. Trước đó, hot TikToker từng nhận nhiều tranh cãi từ dư luận khi để lộ nhan sắc thật khác lạ trên sóng truyền hình trước khi trùng tu. Điều này khiến cho cô nàng bị cho rằng đã phụ thuộc vào app khi đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội. Cụ thể, cô nàng bỗng trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi trong các diễn đàn khi xuất hiện kém sắc, gương mặt cứng đờ. Một số khán giả đã chỉ ra rằng nguyên nhân do góc máy và ánh sáng khiến cho nữ TikToker bị dìm hàng không mong muốn. Được biết, Shin tên thật là Bùi Thảo Ly, nổi tiếng với những video vũ đạo tạo trend trên mạng xã hội. Là một vũ công chuyên nghiệp, người đẹp nhanh chóng chinh phục khán giả bằng khả năng múa điêu luyện. Hot girl được nhận xét trông giống idol nổi tiếng Lisa Blackpink. Cuối năm 2021, Bùi Thảo Ly từng gây náo loạn mạng xã hội khi xuất hiện trên sân khấu rap Việt. Dù chỉ cầm bản tên cho thí sinh trong giây lát, nhưng ngoại hình xinh xắn, cá tính cùng với mái tóc dương quá nửa đầu của cô nàng TikToker đã khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi và truy tìm in tư ngay lập tức. Nhiều khán giả phải gật gù công nhận, nhìn Shin làm tóc trang điểm như vậy chẳng khác gì Lisa Blackpink. Chưa kể hot girl 9X còn gây chú ý lần nữa ở tập chung kết rap Việt mùa 1. Thảo Ly đã có sự bùng nổ nhan sắc khi khoe visual cực đỉnh của mình trong phần trình diễn của rapper VY. Bên cạnh đó, Bùi Thảo Ly cũng tỏ ra bức xúc trước việc một số người cho rằng cô cố để giống thần tượng Hàn Quốc. Shin cho biết, tôi không phải là Lisa Việt Nam thì tôi nói tôi không phải Lisa Việt Nam. Tôi không phải Lisa Việt Nam nhưng tôi là fan và tôi có quyền yêu thích thần tượng của mình. Tôi có quyền hướng theo phong cách và hình ảnh tôi thích hoặc tôi hợp. Ngoài ra, nhan sắc của Shin trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng khi cô thực hiện video bắt trend Make You Look. Theo đó, dù là người thực hiện video trẻ nhưng độ viral của hot TikToker là điều không ai có thể phủ nhận. Tại đây, fan không chỉ thấy một Shin trendy mà việc vén tóc mái vốn là đặc điểm nhận dạng của nữ dancer cũng khiến người đẹp sinh năm 1997 thu hút người xem. Sau khi đường nét gương mặt đã ổn định hơn, cô nàng càng thêm tự tin thể hiện mình trên mạng xã hội. Shin thử sức với những kiểu tóc trang phục khác nhau và không ngại khoe mặt mộc trước công chúng. Diện mạo sắc sảo cùng với hình thể khỏe khoắn năng động khiến hot TikToker trở thành hình mẫu cho nhiều bạn trẻ. Sau khi từng trang diện mạo, dân tình dễ dàng nhận thấy cô nàng đã tự tin và tích cực hơn nhiều trên mạng xã hội. Dù chiều cao chẳng quá nổi bật, thế nhưng Shin may mắn có được tỷ lệ cơ thể khá chuẩn với một đôi chân dài nụt nà và vòng eo thon nhỏ không chút mỡ thừa. Không những nổi đình đám trên TikTok, tên tuổi của Shin còn được phủ sóng rộng khắp khi cô nàng tham gia các chương trình truyền hình nổi tiếng. Bên cạnh việc xây dựng kênh TikTok, người đẹp còn phát triển nhiều dự án cá nhân. Cụ thể, cô nàng 9X còn phát triển kênh YouTube cá nhân để đăng tải loạt khoảnh khắc hài hước đời thường hay những video nhảy nhót vui tươi cùng người hâm mộ. Dù đã chéo sân, nhưng Shin đã nhận được nút bạc sau thời gian không lâu tạo kênh. Người hâm mộ có thể thấy rằng cô nàng từng bị dân tình phản đối vì sở hữu phong cách có phần bắt chước Lisa, nhưng giờ đây Shin ngày càng được nhiều bạn trẻ yêu thích, công nhận cả tài năng và nhan sắc ngày càng thăng hạng của mình.